Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trong những ngày gần đây, bệnh nhân mắc COVID-19 tăng mạnh. Trong tháng 3, bệnh viện ghi nhận 25 bệnh nhân, tuy nhiên trong 10 ngày đầu tháng 4 đã tăng gấp 3 lần, tức là 75 bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, phó đơn nguyên truyền nhiễm Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, so với đợt trước thì bệnh viện chưa ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch, nhưng số bệnh nhân nhập viện tương đối nặng, đa phần các bệnh nhân đều phải thở oxy. Về nguyên nhân bệnh nhân COVID-19 tăng đột biến, bác sĩ Hưng nhận định có thể do người dân gần đây đã bỏ qua tiêm phòng vaccine phòng COVID-19, đáp ứng miễn dịch trong cộng đồng giảm đi, lây lan dịch có xu hướng trở lại. Nguyên nhân thứ hai là thời tiết nóng ẩm cũng làm cho dịch tăng lên. Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, so với ngày 10 tháng 4, số ca mắc mới tăng hơn 60%. Đây cũng là số lượng người mắc mới trong ngày cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Số ca mắc mới có xu hướng tăng trở lại bắt đầu từ ngày 3 tháng 4, 40 ca, sau đó tăng gần gấp đôi vào ngày 7 tháng 4 và vượt ngưỡng 100 ca vào ngày 8 tháng 4, 122 ca. Trước đó, kể từ đầu năm nay đến cuối tháng 3, số ca mắc mới dao động ở mức thấp dưới 100 ca một ngày, thậm chí một số thời điểm số ca mắc dưới 10 ca một ngày. Cũng theo báo cáo từ Bộ Y tế, dù số ca mắc mới tăng mạnh, nhưng lượng bệnh nhân nặng thấp, chỉ có 10 người đang phải thở oxy, không có thêm trường hợp tử vong. Tuy nhiên, theo phản ánh từ một số bệnh viện ở Hà Nội, tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp hơn. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, phó đơn nguyên truyền nhiễm Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội cho biết, trong tháng 3, bệnh viện này ghi nhận 25 ca COVID-19 nhập viện. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 4 đến nay, cơ sở y tế này tiếp nhận 75 bệnh nhân đến điều trị COVID-19. Hiện tại, bệnh viện không có trường hợp mắc COVID-19 nguy kịch, nhưng có nhiều ca phải thở oxy. Bệnh nhân đều là người cao tuổi, có bệnh nền, điển hình là bệnh nhân 102 tuổi đang được theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Tương tự, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, số ca COVID-19 nhập viện cũng tăng lên so với tháng 3. Bác sĩ Phạm Văn Phúc, khoa hồi sức tích cực cho biết các bác sĩ đang điều trị cho khoảng 10 bệnh nhân nặng. Trong đó có 5 ca thở máy, một số ca phải thở oxy. Các trường hợp còn lại là những người có bệnh lý nền nặng cần chăm sóc đặc biệt nhưng phải can thiệp oxy. Bác sĩ Phúc cũng thông tin thêm một số trường hợp nhập viện để điều trị bệnh lý khác nhưng lại bị nhiễm SARS-CoV-2 tại viện, dẫn tới biến chứng nặng. Khoa virus ký sinh trùng của cơ sở y tế này cũng đang theo dõi 78 ca mắc COVID-19. Ngoài ra, tại các địa phương khác, tình hình dịch COVID-19 cũng có diễn biến mới. Điển hình là tại Lào Cai, ngành y tế vừa phát hiện chùm ca mắc COVID-19 tại trường Trung học cơ sở thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bản. Từ hai trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế đã phát hiện thêm 52 ca sau khi tổ chức sàng lọc cho hơn 100 học sinh, cán bộ, giáo viên. Trong số này, 32 trường hợp mắc lần 2, 20 người mắc lần 1. Đa số ca mắc có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Trao đổi với Vietnamnet về tình hình COVID-19, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Theo tôi, hiện tượng này là bình thường bởi COVID-19 đã là bệnh lưu hành. Vấn đề cần lưu ý là bệnh này có tạo gánh nặng cho ngành y tế khi phải tiếp nhận điều trị cấp cứu không, có dẫn đến tử vong không. Do đó, ông khuyến cáo người mắc COVID-19 chỉ cần xử lý như những ca bệnh đường hô hấp khác như đeo khẩu trang khi có triệu chứng nặng thì nhập viện." Về tình trạng một số người có cảm giác mệt hơn sau khi tái mắc COVID-19, liệu có phải do sự xuất hiện của chủng mới? Bác sĩ Khanh thông tin, hiện nay ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đều là chủng Omicron, chưa ghi nhận thêm chủng mới mà chỉ có các nhánh mới của biến chủng này. Nhưng biến thể mới này được đánh giá không liên quan tới độc lực mà chỉ khác nhau về tính lây lan. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cũng nhận định, việc tăng số ca mắc như hiện nay không phải là bất thường. Chuyên gia này đánh giá không chỉ Việt Nam, dịch COVID-19 vẫn tạo các làn sóng tăng giảm. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới chưa công bố hết dịch vì tình hình vẫn chưa ổn định. Hơn nữa, số ca mắc như hiện nay chưa thực tế vì người nhiễm bệnh không test hoặc họ test dương tính mà không báo với cơ sở y tế. Thời tiết thay đổi cũng là môi trường virus lây lan, trong đó có SARS-CoV-2. Đồng thời, người dân hiện có tâm lý chủ quan, cho rằng không còn dịch COVID-19, nên bỏ qua các thói quen phòng bệnh như rửa tay, đeo khẩu trang. Phó giáo sư Phù cho rằng, chúng ta cần duy trì nguyên tắc 2K, không chỉ phòng COVID-19 mà còn phòng các bệnh viêm đường hô hấp khác như cúm A, cúm B.
Trước đó, theo cập nhật từ Bộ Y tế, ngày 10 tháng 4, cả nước ghi nhận 113 ca mắc COVID-19 mới, tăng gấp 2,5 lần so với ngày 9 tháng 4. Trong ngày, thêm 19 ca khỏi bệnh. Bệnh nhân nặng tăng lên 8 ca. Hiện tại, số bệnh nhân đang thở oxy là 8 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 7 ca, thở máy xâm lấn là 1 bệnh nhân. Tại Hà Nội, theo thông tin từ Sở Y tế, trong tuần, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 4, ghi nhận 67 ca mắc, tăng 44 ca so với tuần trước đó. Ngày 10 tháng 4, thông tin với báo chí, bác sĩ Nguyễn Thu Hường, trưởng khoa bệnh nghề nghiệp và đơn nguyên truyền nhiễm Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 10 tới 15 ca bệnh nhân có biểu hiện đau họng, ho, sốt vào viện khám. Các bệnh nhân này test trước tại nhà đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện Thanh Nhàn đang điều trị cho 10 bệnh nhân COVID-19 có biến chứng, họ đều trên 60 tuổi. Theo bác sĩ Hường, hiện nay người dân chủ quan với dịch COVID-19 nên tụ tập đông mà không đeo khẩu trang nhiều hơn. Điều đó làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Ngoài ra, sau hơn 1 năm tiêm vaccine COVID-19, kháng thể phòng bệnh đã suy giảm nên nguy cơ tái nhiễm sẽ tăng lên. Do đó, bác sĩ Hường khuyến cáo người dân không chủ quan với bệnh. Khi có các dấu hiệu, có thể thử test nhanh hoặc tới cơ sở y tế để được hướng dẫn kê đơn thuốc theo dõi tại nhà, phòng biến chứng. Sáng 11 tháng 4, trao đổi với Vietnamnet, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, việc tăng số ca mắc như hiện nay không phải bất thường, miễn dịch của vaccine giảm và tâm lý của người dân chủ quan nên mắc lại. Chuyên gia này đánh giá, không chỉ Việt Nam, dịch COVID-19 vẫn đang tạo các làn sóng tăng giảm. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới chưa công bố hết dịch vì tình hình vẫn chưa ổn định. Hơn nữa, số ca mắc như hiện nay chưa thực tế vì người nhiễm bệnh không test hoặc họ test dương tính không báo với cơ sở y tế. Thời tiết đang thay đổi cũng là môi trường virus lây lan, trong đó có SARS-CoV-2. Đồng thời, người dân hiện có tâm lý chủ quan cho rằng không còn dịch COVID-19 nên bỏ qua các thói quen phòng bệnh như rửa tay, đeo khẩu trang. Phó giáo sư Phu cho rằng chúng ta cần duy trì nguyên tắc 2K, không chỉ phòng COVID-19 mà còn phòng các bệnh viêm đường hô hấp khác như cúm A, cúm B. Với cơ quan y tế, vị chuyên gia cho rằng chúng ta không nên chủ quan. Ngành y tế cần đánh giá về các chủng virus mới, khả năng vô hiệu vaccine hay không để khuyến cáo người dân và có biện pháp đáp ứng phù hợp, không bị động. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa ký ban hành thông tư 02 năm 2023 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 15 năm 2016 quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Thông tư 02 đã bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đó, bệnh COVID-19, nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. Người lao động làm nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 bao gồm 3 nhóm. Một là nhóm người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế. Hai là nhóm người làm nghề, công việc trong phòng thí nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu có chứa virus SARS-CoV-2. Ba là nhóm người làm nghề, công việc phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm virus SARS-CoV-2. Các trường hợp thuộc nhóm này gồm người làm nghề, công việc trực tiếp trong khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế tại vùng có dịch, hỗ trợ chăm sóc người bệnh COVID-19 tại nhà, người vận chuyển phục vụ bệnh nhân, người vận chuyển khâm liệm, bảo quản, hỏa táng, mai táng thi hài người bệnh, người giám sát, điều tra, xác minh dịch COVID-19, nhân viên hải quan, ngoại giao, nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng, chiến sĩ, sĩ quan thuộc lực lượng công an, người làm nghề, công việc khác được cử tham gia phòng chống dịch COVID-19. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!